Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Trong 48 giờ qua, trên địa bàn thành phố không có ca mắc mới trong cộng đồng. Thành phố đã tiếp nhận 63 người về từ vùng dịch và tiến hành đưa đi cách ly tập trung. Các sở ngành quận huyện tiếp tục triển khai kế hoạch xét nghiệm đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn, đồng thời tăng cường siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực công cộng, các cửa ngõ ra vào thành phố, các cửa hàng dịch vụ, giám sát thường xuyên những trường hợp tự cách ly tại nhà, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng dịch. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực hơn nữa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là lực lượng kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp trên cả nước như hiện nay, hơn lúc nào hết, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của toàn dân sẽ góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Những cái biện pháp mà chúng ta làm, bây giờ chúng ta phải làm quyết liệt hơn nữa. Tôi nhắc lại là quyết liệt hơn nữa. Bây giờ tại các cái chốt này là phải bố trí đủ lực lượng này. Rồi các máy quét, đo thân nhiệt, đề nghị là cung cấp đầy đủ. Bây giờ đến thời điểm này á, thì chúng ta vừa tuyên truyền vận động nhưng mà phải đây xem đây là trách nhiệm của toàn dân, trách nhiệm của từng cán bộ công chức viên chức của thành phố Đà Nẵng này. Chứ không thể nói rằng là tôi phải đi nghỉ rồi nhỉ. Cái này là phải đề cao cái tinh thần trách nhiệm hơn lúc nào hết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương quan tâm tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, đồng thời giao các ngành tiếp tục nghiên cứu có phương án phối hợp nhịp nhàng với các tỉnh thành trong việc rà soát tiếp nhận những người đi và đến Đà Nẵng, đề nghị ngành y tế tiếp tục các công tác chuẩn bị, tham mưu cho lãnh đạo thành phố về việc tiếp nhận vaccine, đồng thời lưu ý các khu công nghiệp, khu vực các siêu thị, cửa hàng dịch vụ, cảng cá tỏa quang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.